là dính, chụp là dính kìa. Phát là còn, phát là còn đó. Dạo này thì mấy anh em cơm lại một hơn là luôn được cái đội giặt. Còn anh em gương chuối. Kìa. Kìa. Quá rồi. Chạy kìa. Quá thử rồi, nó chạy các bạn ơi. Ba người quá đông rồi các bạn ơi. Ôi ở đâu dưới trời. Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hậu Nhà. Thì hiện tại mình đang có mặt tại tỉnh biên An Giang. Thì hôm nay mình đến đây để quay gửi đến các bạn cũng như là mọi người cùng xem là dí cua chuột ha. Hiện tại trên màn ảnh nhỏ các bạn mọi người đang xem là còn hai lối lúa nó hết cái miếng này các bạn, tại ảnh chia ra làm hai ha. Cái miếng ở phía bên kia ảnh mới dí các bạn. Hiện tại thì mấy anh em đang bắt chuột nè. Wow, kìa. Còn đâu đó tầm khoảng hai lối lúa nữa các bạn. Nhưng mà cái cù này anh không dí để cho anh em bắt lan ha, anh em bắt ăn. Qua rồi. Theo mình nghĩ chuột nhiều các bạn. Hôm qua là anh chia sẻ với mình đó là anh bắt ở phía bên kia đâu tầm khoảng 20 kg á. Đó, bây giờ là mấy anh em miệt mài đi theo nè. Đây để em đi quay gần cho các bạn người xem. Các bạn ơi, quá chụp rồi. Đây là cái miếng cuối ha, nên chuột khá là nhiều. Quá trời, kìa kìa, ly chia ở phía trước hết rồi. Quá rồi. Không biết đường bắt luôn rồi. Đi đâu mà lên, thấy đâu mà mình quá rồi. Đây là cái miếng cuối cùng các bạn, nên chuột nó sẽ vô. Cánh này chỉ có miền Tây mới có thôi nha các bạn. Ấy, lúa. Ai? À, chặn đó đi. Rồi. Ở phía sau thì. Quá rồi. Nó cắt quá. Đèn rùi hết trơn các bạn ơi. Vô. Trời ơi. Quá rồi. Không biết đường chụp luôn rồi các bạn ơi. Chưa thấy chụp nữa. Chụp dính rồi đấy. Thấy. Như là một ngày hội vậy. Hai con nữa. Nó nằm trong cái tay đấy. Bây giờ
kìa chị ơi, tới đây rồi chị. Đây nè, kìa 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 kìa. Có cầm luôn rồi, vợ đuổi cầm bắt luôn rồi. Kìa 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 đó. Kìa, chạy ngang giò chị ơi, đúng rồi. Rồi. Như là một ngày hội. Đây, đây mình tiếp tục đi theo cho các bạn mọi người xem. Trời ơi, hiện tại còn đang núp ở trong đó. Thời gian phải chết. Chụp hay thì các bạn. Chụp gần quá 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 trời rồi. Bắn là được. Đó. Quay. Thằng đó chụp ly chia, chụp như chụp banh bóng à. Rồi, các con kia đằng này đọc nó chạy luôn nè. Lên đằng này chụp nè. Chú giò. Số lượng người còn nhiều hơn chuột mình các bạn ơi. Như là một ngày hội. Wow, kìa phía kia chụp đi chia kia. Nói chung là hiện tại là chỗ nào cũng có chuột các bạn chạy kìa. Không biết đường chụp luôn. Ô, con chuột 5-6 anh đang bu bắt kìa. Chạy lúp xúp ở phía trước à. Kìa. Wow. Vô cục này à. Các bạn mọi người thấy là không có gì nhưng mà mấy anh chụp là dính, chụp là dính kìa. Phát lần con đó. Còn ở phía đó khá là đông các bạn ơi, chụp ly chi ở phía đó ơi. Người đông hơn chuột nữa. Có mấy chị em phụ nữ này
đang bắt. Qua phi đó rồi các bạn ơi. Nói chung là không thể nào mà tả nổi mấy anh em đang bắt chuột kìa. Đi như thế này thì không có con nào mà chạy thoát hết các bạn. Tại vì anh cắt cái hình mũi tàu nó sẽ nhỏ nhỏ dần đi ha. Và phía bên trong còn đâu đó tầm khoảng 2 lối hoặc 3 lối. Tại cái đó mũi tàu là lối nó nhỏ nhỏ dần đi. Nên mấy anh em đi theo này. Các bạn mọi người có thể nhìn thấy được cái số lượng người nè. Ở phía sau còn phía sau khá là đông các bạn ơi kìa. Đây mình quay phía trước cho các bạn mọi người xem. Bạn căng nhỏ đó dưới 8 kg tao cho được không? Thì cái lối này còn 4-5 lối nữa nè. Mấy anh em khi mà máy nó chạy ra như thế này là chuột nó chạy chạy ra mấy cái đầu vàng đó các bạn. Qua rồi. Giờ này thì mấy anh em gom lại một hơn là một cái đội vàng. Chụp ly chia đó kìa. Kìa. Okay. Anh đang gượt chuột. Kìa. Vỏ xay nó mắc lại nó chạy nổi. Rồi bây giờ là anh đem cái vớn ra các bạn để bại binh bố trận này. Vớn này thường thì đặt cá dưới sông á, nay thì bí quá chuột quá thì đem lên bờ đặt chuột. Qua này anh chơi là tặng vô lúa luôn. Anh chơi cù này mới các bạn ạ. Đó. Bây giờ là dàn chặn anh để cho nó vô lúa luôn nè. Anh sẽ giặt lúa ra. Cái này luôn hả? Là 31 vậy. Anh chơi bài bình bố chặn quá rồi. Nè. Chơi cái chiều này chắc là chút xíu nó chạy là chắc cũng kinh lúa luôn các bạn. Dây nãy còn anh ra. Để xem cái kết quả cuối cùng như thế nào ha. Thì nói chung là anh đặt cái cù khá là lạ các bạn, đặt chơi giữa lúa luôn. À, tăng lúa luôn kìa. Chó chạy vô đây cái vô luôn. Chạy vô ngoài, đó. Ngoài ngoài. Ngoài à. Ừ. Đánh gom mình đó là mình. Đã xuống. Cái lối này thì còn đâu đó tầm khoảng 2 lối lúa nữa. 2 lối lúa bắn. Bây giờ là anh sẽ vét cái gọn ở cái phía dưới ra các bạn. Anh này anh dí cù cũng lạ ha. Thật sự mà nói không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đó. Nhưng mà mình thấy dí cù kiểu này khá là lạ các bạn. Thường là người ta sẽ vét hai bên cho nhỏ lại ha. Còn cái anh này thì anh vét ở đầu dưới lên. Anh chừa một cái cù
ở phía bên trong đó là lúa. Quá trời ở phía đó các bạn chụp lia chia phía đó rồi. Người thì số lượng người khá là đông rồi, càng ngày càng đông rồi. Kìa. Hết biết thật sự chứ. Kìa. Quá rồi. Đang lùa bắt chữ rồi các bạn ơi. Không còn cái gì nữa các bạn ơi. Này đi gấp đi ra. Trời ơi kìa. Bị lủng mà con cái này. Con xe đó lạnh bay trước đó. Trời ơi, đầu đó. Ơi. Quá người quá đông rồi các bạn ơi.
nát tan trầm lỗ hết. Như là đi hội luôn. Ôi, ở đâu dưới trời. Wow, nó chạy ra các bạn ơi. Như thế này thôi mà ở đâu đó trên dưới cả trăm người các bạn. Giờ tới máy chạy ở bên sau quá. Các bạn có lẽ các video mình cũng xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.